shop các sản phẩm làm từ yến của Yến Việt mà cả gia đình mình cực kỳ yêu thích. Đầu tiên, món mà hai vợ chồng mình yêu thích nhất đó chính là yến chưng sẵn, hương vị mới của Yến Việt. Yến chưng sẵn vị trái cây nhiệt đới, giúp bồi bổ sức khỏe và tăng cường sức đề kháng, bổ sung vitamin D3, K2, canxi, giúp cho xương chắc khỏe. Sản phẩm thứ hai được lòng các bé nhỏ nhà mình nhất đó chính là yến chưng sẵn dành riêng cho trẻ em vị hoa tiên. Bổ sung taurin, D3, canxi, giúp bổ sung phạc maga 3, tăng khả năng tập trung, giúp bé tư duy nhạy bén, phản xạ nhanh và xương chắc khỏe hơn. Và cuối cùng, sản phẩm mới nhất đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội hiện nay và cũng là sản phẩm mà tất cả các thành viên gia đình mình đều yêu thích nhất chính là ngũ cốc yến dinh dưỡng Yến Việt. Để nói về chất lượng thì không sản phẩm nào khiến mình tin tưởng bằng ngũ cốc yến dinh dưỡng của Yến Việt. Với công thức đột phá 100% yến thật nguyên chất, hoàn toàn từ thiên nhiên, giúp giữ trọn vẹn dưỡng chất thiết yếu. Không chỉ có hương vị thơm ngon, lôi cuốn mà ngũ cốc yến Yến Việt còn giúp bạn bổ sung vitamin nhóm B, bộ 3 vitamin D3, K2, canxi cho xương chắc khỏe, lại có thêm chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. Có thể nói, dinh dưỡng, nhanh, tiện lợi là 3 từ mô tả chính xác nhất về ngũ cốc yến dinh dưỡng của Yến Việt. Chỉ cần lấy ngũ cốc ra cốc, châm 140ml nước sôi vào và đợi vài phút là bạn đã có ngay cốc ngũ cốc yến thơm ngon rồi. Phải nói là ngon bá cháy luôn mọi người ạ, lại còn thơm cực kỳ. Mấy nay gia đình và bạn bè của mình ai cũng mê món này. Nếu bạn quá bận rộn, hãy thử dùng ngay ngũ cốc yến dinh dưỡng Yến Việt để nâng cao sức khỏe cho cả nhà nha.